Thưa quý vị, vừa qua mẫu xe Maserati Ghibli Hybrid đã có mặt tại Việt Nam. Đây là một trong những dự án mang nhiều tham vọng của Maserati khi bước vào kỷ nguyên điện khí hóa. Với giá niêm yết hơn 5 tỷ đồng, chiếc Maserati Ghibli Hybrid đang được trưng bày tại showroom Hồ Chí Minh thuộc phiên bản Grand Sport. Xe sở hữu màu xanh Blue Emotion đi kèm với bộ mâm 20-inch Tesel. Các chi tiết như hốc thoát gió hai bên hông, biểu tượng tia sét bên trong logo đình bà ở trụ C và hệ thống phanh đĩa được sơn màu xanh đặc trưng nhằm tăng tính nhận diện cho các mẫu xe trang bị động cơ điện. Phía đuôi của xe cũng có thay đổi với cụm đèn hậu LED được tạo hình với phong cách boomerang thanh mảnh. Phiên bản Ghibli Hybrid Grand Sport được trang bị gói nội thất bằng da cao cấp, chế tác thủ công, ghế ngồi màu da bò kết hợp với ốp gỗ vươn bóng, màn hình điều khiển trung tâm tràn viền 10,1 inch, có hệ thống kết nối Maserati Connect. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Harman-Kardon. Sức mạnh của Ghibli Hybrid đến từ khối động cơ xăng tăng áp i4 dung tích 2.0 lít cùng với hệ thống motor điện 48V siêu nạp có tên gọi là e-booster. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa là 330 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm ngay vòng tua 1.500 vòng trên phút. Ghibli Hybrid có tốc độ tối đa lên tới 255 km/h và tăng tốc từ 0 cho tới 100 km/h chỉ trong vòng 5,7 giây. Về chính sách dịch vụ của hãng Maserati tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng gói bảo hành toàn diện 3 năm không giới hạn cây số. Đối với các khách hàng ở tỉnh, Maserati sẵn sàng cử chuyên gia đến địa điểm của khách để hỗ trợ sửa chữa và kiểm tra. Song song với đó là gói hỗ trợ nhận và đổ xe trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Valet Parking. Năm 2021, kỷ niệm 5 năm Maserati có mặt tại Việt Nam. Từ nay cho đến ngày 31 tháng 12, khách hàng sở hữu các dòng xe Maserati sẽ được tặng 3 năm bảo dưỡng, 3 năm car care và 3 năm dịch vụ VIP tại sân bay cùng với nhiều ưu đãi đặc biệt khác. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Maserati Levante trong thời gian từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ được ưu đãi đặc biệt bao gồm 3 năm bảo dưỡng, 3 năm car care và 3 năm hưởng dịch vụ VIP tại sân bay. Đặc biệt, hãng còn dành tặng bộ mâm Anteo kích thước 21 inch khi khách hàng sở hữu xe Maserati Levante.